Thưa quý vị, việc sử dụng các loại giấy báo, giấy tập để gói bánh mì hay các loại thức ăn nhanh từ trước tới nay vẫn là một thói quen rất thường thấy trong đời sống. Nhiều người biết rằng đây là một thói quen gây hại nhưng vì sự tiện dụng tiết kiệm nên vẫn ngang nhiên sử dụng. Thế nhưng bắt đầu từ thời điểm này, việc gói bánh mì bằng các loại giấy có thể gây nhiễm độc cho người dùng sẽ được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Sử dụng bao gói không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm để gói các loại thức ăn nhanh sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng theo quy định tại điểm D, khoản 2, điều 22, Nghị định 178/2013 NĐ-CP. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ẩn chứa sau sự tiện dụng khi sử dụng giấy báo, giấy in hay giấy tập để gói xôi, bánh mì, đồ ăn chiên là những tác hại khôn lường. Do chì không có khả năng hòa tan trong nước cũng như việc oxy hóa chúng là không thể, nên khi được đưa vào cơ thể chúng ta, nó sẽ được các cơ quan như gan, thận, biểu mô mỡ, nó sẽ bị tích trữ lại và gây hại cho cơ thể. Được biết, các chuyên gia từng nhiều lần cảnh báo về các nguy cơ gây hại từ thành phần chì rất nặng có trong mực in trên những tờ giấy báo dùng để gói các loại thức ăn nhanh đường phố. Thậm chí trước đó vào ngày 28 tháng 11 năm 2005, Bộ Y tế đã ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, đồng thời quy định nghiêm cấm việc đóng gói thực phẩm bằng các bao gói có nguy cơ gây ngộ độc, gây hại. Thế nhưng những cảnh báo này lại không mấy được người dân quan tâm.